Tiếp tục, chúng ta sẽ sang bài số 9, đó chính là hướng nhận biết cơ bản của từng nhóm người thông qua vợ chồng và điều đặc biệt hơn nữa là thông qua DISC. Để nhận biết cơ bản cách tính cách DISC trong các mối quan hệ như vợ chồng, người yêu, bạn bè, bạn có thể chú ý đến những hành vi và phong cách giao tiếp sau đây. Đặc điểm của những người nhóm D thường là quyết đoán, chủ động, tập trung vào kết quả và họ là người thường thích kiểm soát. Cách nhận biết đối với vợ chồng, thường là người lãnh đạo trong gia đình, quyết định nhanh chóng và rõ ràng, ít kiên nhẫn với sự chậm trễ hoặc không chắc chắc chắn. Còn đối với người yêu, những người nhóm D thường là những người thích lập kế hoạch, họ là người có định hướng, có thể thẳng thắn và trực tiếp trong việc thể hiện cảm xúc. Đối với bạn bè, thường là người tổ chức trong các hoạt động nhóm và thúc đẩy nhóm đi đến mục tiêu. Đó là đối với những người nhóm D. Đối với những người nhóm Y, đặc điểm của họ là thường lạc quan, giao tiếp tốt, thích kết nối xã hội và là người truyền cảm hứng rất tốt. Thì cách nhận biết đối với vợ và chồng thì thường là người mang niềm vui và không khí tích cực cho gia đình, thích tham gia các hoạt động xã hội và làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Đối với người yêu thì họ thường là người lãng mạn, thích chia sẻ cảm xúc, thường lên kế hoạch cho các buổi hẹn hò thú vị. Còn đối với bạn bè thì họ là người hòa đồng, kết nối các thành viên trong nhóm, thường là tâm điểm của các bữa tiệc hoặc các sự kiện xã hội. Đó là đối với nhóm Y. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm S. Đặc điểm của đội nhóm S đó chính là họ là người kiên nhẫn, ổn định, đáng tin cậy và luôn luôn trung thành. Thì cách nhận biết của chúng ta đối với vợ chồng đó chính là thường là người hỗ trợ trong gia đình, luôn ở bên cạnh trong những lúc khó khăn và họ thích sự ổn định, ít thay đổi. Còn đối với người yêu thì sao? Họ là người chung thủy, kiên nhẫn, luôn luôn lắng nghe và sẵn lòng giúp đỡ, thích những buổi hẹn hò nhẹ nhàng và ấm cúng. Còn đối với bạn bè, họ thường là người đáng tin cậy và luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ, thích các hoạt động của nhóm đi đến sự ổn định và ít thay đổi. Đấy, còn đấy là đối với những người nhóm S. Còn đối với những người nhóm C, đặc điểm của họ là cẩn thận, chính xác, tuân thủ quy tắc và có tính logic cao. Thì cách nhận biết của họ đối với vợ chồng như sau. Thường là người lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ cho gia đình, đảm bảo mọi việc diễn ra đúng quy tắc và có logic. Và họ thường là người chú ý đến những cái chi tiết nhỏ. Còn về người yêu, họ thường chú ý đến sự hoàn hảo, thích các hoạt động có kế hoạch rõ ràng, có thể khá cẩn thận và ít bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên. Còn đối với bạn bè, đối với nhóm C thì họ thường là giúp nhóm duy trì trật tự, kỷ luật, chú ý đến các chi tiết và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra một cách suôn sẻ. Và đó chính là bài học số 9 trong ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng tôi đi tiếp sang bài số 10. Đó chính là ví dụ về tính cách vợ chồng, bạn bè và đồng nghiệp.